cho chú vô đẩy, đẩy cho chú vô luôn Tâm vô. Dạ thôi khỏi đi anh đi khỏi. Dạ đảm bảo. Dạ là sao anh? Anh em là sao? Thí dụ mua con cá này sao? Hay là sao? Dạ không, em không có mua, em cũng chỉ đi quay em đưa tin giùm nhà ấy vậy thôi. Thí dụ dài. Ừ, là cho con cháu nó thôi nó cũng khổ. Đâu ai có? Coi đó ai? Mình có cân, mình cân không á? Cân rồi. Dạ không có, cũng như con cứ cố ý lấy cái hình để mình cân lại á chứ con. Dạ. Dạ dạ. Lại mưa rồi, nứa rồi. Trời lại lắc lóc lắm em. Buông tay trước ra. Nhấc cái mặt lên. Đó, đó. Rồi, rồi. Sáu cái hai. Đúng không? Dạ dạ. Sáu cái tư không em? Dạ dạ. Phải đúng rồi. Buông cái đầu ra, nặng cái đầu ra đâu được. Sáu cái tư buông ra đầu. Ba tới chiếc có tầm 30 kg. Đó là cần lấy số ký chính xác luôn vậy. Dạ. Đó bị dài nó gần chín tên, gần chín tấc luôn. Dưới kinh á. Mà nó dính vô. Dạ. Dẫn thêm cho lại không cho nó làm lại. Dạ không được anh. Hả? Được không? Chạy là 10 tháng mở cân cho. 30 ký đó. Mở cân 10 tháng cái cái chạy mà thử. Mà thử đéo thấy luôn. Em mà thử anh không thấy luôn. Bao nhiêu người 80 90 tuổi lại coi luôn. Nó không thấy đó giờ không thấy nó. I'd be better when I'm with you.